Chào cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với môn tiếng Việt, chủ đề bố mẹ yêu thương. Bài Bọ rùa tìm mẹ, tiết 3. Viết chữ hoa, giờ, đờ. Bây giờ các con hãy quan sát chữ hoa giờ và cho cô biết. Chữ hoa giờ cao mấy ô ly? À, khi đếm cô thấy chữ hoa giờ cao 2,5 ô. Cho cô biết chữ hoa giờ rộng mấy ô ly? Chữ hoa giờ rộng 2 ô ly. Các con ghi nhớ chữ hoa giờ cao 2,5 ô và rộng 2 ô ly. Các con tiếp tục quan sát và cho cô biết chữ hoa giờ gồm các nét nào? Chữ hoa giờ gồm các nét: nét móc ngược trái, nét thắt, nét cong phải, nét cong trái. Các con quan sát chữ hoa giờ gồm các nét: nét móc ngược trái, nét thắt, nét cong phải và nét cong trái. Các con nghe cô hướng dẫn cách viết chữ hoa giờ. Đặt bút dưới đường kẻ ngang thứ tư. Viết một nét móc ngược trái. Kết hợp viết nét thắt tiếp xúc với đường kẻ ngang thứ nhất. Không nhấc bút, viết nét cong phải. Viết liền mạch nét cong trái. Và dừng bút ở đường kẻ ngang thứ ba. Các con chuyển sang quan sát chữ hoa đờ. Cho cô biết chữ hoa đờ cao mấy ô ly? À, chữ hoa đờ cũng cao 2,5 ô. Chữ hoa đờ rộng mấy ô ly? Tương tự như chữ hoa giờ, chữ hoa đờ cũng rộng 2 ô ly. Vậy các con ghi nhớ chữ hoa đờ cao 2,5 ô và rộng 2 ô ly. Cho cô biết chữ hoa đờ gồm các nét nào? À, chữ hoa đờ gồm các nét: nét móc ngược trái, nét thắt, nét cong phải, nét cong trái và nét ngang. Để viết chữ hoa đờ, các con viết tương tự như chữ hoa giờ. Sau đó lia bút đến đường kẻ ngang thứ hai, vẽ nét ngang. Các con sẽ viết câu ứng dụng đi, hỏi, về, chào. Cho cô biết trong câu ứng dụng tiếng nào chứa chữ cái vừa được học? Chính xác, trong câu ứng dụng tiếng đi chứa chữ cái đờ vừa được học. Các con tiếp tục quan sát và cho cô biết những chữ nào có chiều cao 2,5 ô. Những chữ nào có chiều cao 1 ô ly? Những chữ có chiều cao 2,5 ô là chữ hoa đờ và chữ hờ. Những chữ có chiều cao 1 ô ly là chữ y, chữ o, chữ vờ, chữ cờ, chữ ê và chữ a.
Vậy khoảng cách giữa các tiếng trong câu ứng dụng như thế nào? À, khoảng cách giữa các tiếng bằng một con chữ O. Ngoài câu ứng dụng, các con cũng sẽ viết hai câu thơ. Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Trần Quốc Minh. Hai câu thơ này cũng thể hiện tình yêu to lớn của người mẹ dành cho con. Trước khi viết bài, cô cũng muốn lưu ý cho các con tư thế ngồi viết. Chúng ta ngồi mắt cách ở 25 đến 30 cm, lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, hai chân để song song thoải mái và nhớ lựa chọn không gian yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn. Các con về nhà nhớ viết trang 11, 12 của vở tập viết lớp 2 tập 1. Vậy là tiết học của chúng ta đã kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt cả lớp và hẹn gặp cả lớp trong tiết học sau nhé.